tuổi lấy vợ kém 38 tuổi sau năm lần đổ vỡ, lần đầu xuất hiện tại chương trình chuyện của sao, nghệ sĩ guitar Trung Nghĩa đã có nhiều chia sẻ thú vị về cuộc hôn nhân với người vợ trẻ kém 38 tuổi. Bên cạnh đó, anh còn tiết lộ nhiều điều về danh hiệu 10 ngón tay vàng gắn liền với tên tuổi cũng như hành trình trở thành nhạc công nổi tiếng. Trung Nghĩa là một nhạc công có khả năng chơi nhiều thể loại từ hòa tấu, độc tấu đến đệm đàn cho những danh ca hàng đầu Việt Nam. Đặc biệt, anh còn là một trong những nghệ sĩ đầu tiên khơi gợi lại sức sống của âm nhạc Việt Nam tại hải ngoại, rồi từ hải ngoại nghệ sĩ Trung Nghĩa mang về Việt Nam luồng âm nhạc mới với cách hòa âm hiện đại, bắt tài, chơi đàn từ năm 14 tuổi và đến bây giờ đã sấp xỉ 70 nhưng nghệ sĩ Trung Nghĩa vẫn chạy sâu khắp nơi để phục vụ âm nhạc cho công chúng. Không chỉ nổi tiếng với khả năng chơi guitar điêu luyện, nghệ sĩ Trung Nghĩa còn là người tiên phong trong lĩnh vực hòa âm, phối khí ở thập niên 90. Tại chương trình, nghệ sĩ Trung Nghĩa lần đầu tiết lộ về tổ ấm hiện tại với ca sĩ Băng Nhi, kém anh 38 tuổi, sau năm cuộc hôn nhân tan vỡ anh bất ngờ về Việt Nam và quyết định lên xe hoa ở tuổi 67 với vợ khi ấy 29 tuổi. Mối tình lệch tuổi này không tránh khỏi sự dèm pha, cũng như những phản ứng trái chiều từ công chúng. Tuy nhiên, Trung Nghĩa vẫn tin tưởng bà xã và cho rằng đây là bến đô thực sự của mình. Gắn liền với sự nổi tiếng của Trung Nghĩa còn là danh hiệu 10 ngón tay vàng. Trong một lần biểu diễn cùng nhau, bất ngờ với khả năng thiên phú cùng những ngón tay điêu luyện của anh, nữ danh ca Khánh Ly đã tặng danh hiệu này cho Trung Nghĩa. Tuy nhiên, anh chia sẻ lúc ấy bản thân rất xấu hổ trước lời khen của đàn chị và khiêm tốn cho rằng mình chỉ là một hạt cát nhỏ giữa biển trời nghệ thuật